các cuộc chiến tranh rất bạo lực, tàn bạo và đẫm máu. Các cuộc thập tự chinh không phải là ngoại lệ, chỉ là một cuộc chiến nữa trong một hàng dài các cuộc chiến vô bổ. Ngu ngốc mà ngày nay người ta lãng mạn hóa vì một lý do nào đó. Di sản lâu dài của các cuộc thập tự chinh được sử dụng để hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố quốc tế chống lại phương Tây. Để giải thích mối quan hệ giữa thế giới Cơ Đốc giáo và Hồi giáo trong các tài liệu lịch sử được nghiên cứu kém và được sử dụng làm meme trên Internet bởi những người tự hào là một kẻ vô đạo. Với thập tự chinh, không có kẻ tốt hay kẻ xấu. Sự thật là quyền lực của châu Âu đang trên đà phát triển vào cuối thiên niên kỷ thứ nhất. Christendom cuối cùng đã có thể đối phó với các cuộc chiến tranh mở rộng của Hồi giáo bùng phát từ sự thành lập và truyền bá của Hồi giáo ở Trung Đông. Nhưng ngay cả khi có tất cả tiền bạc và quyền lực đó, các vị vua Cơ Đốc của châu Âu vẫn là những sản phẩm ngu ngốc lai tạp của thời Trung Cổ. Các cường quốc Hồi giáo ở Trung Đông đang đấu tranh chống lại nhau để giành quyền thống trị khu vực. Cả hai bị ràng buộc vào đầu nhau. Quân đội Hồi giáo và quân đội Thiên Chúa giáo có thể tàn bạo như nhau. Ý tôi là khi tôi nói không có người tốt hay kẻ xấu. Từ 1 đến 3 triệu người đã chết trong các cuộc thập tự chinh, 1% dân số thế giới vào thời điểm đó. Không quan trọng ai đã bắt đầu nó. Sau 9 cuộc thập tự chinh, chỉ cuộc thập tự chinh đầu tiên và thứ 6 là bất cứ điều gì gần thành công. Những cuộc chiến tranh này có sức tàn phá khủng khiếp. Ngay cả đối với chiến đấu thời Trung Cổ, cuối cùng quân thập tự chinh bị trục xuất khỏi thánh địa. Và khi bạn thực sự đọc lịch sử, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào mà họ có thể ở lại lâu đến vậy. Sau đây là 8 lý do không nên xăm hình thập tự chinh, các bạn cùng theo dõi nhé. 1. Những người lính thập tự chinh không phải là những chiến lược gia giỏi nhất. Năm 1187, thủ lĩnh Hồi giáo Saladin đã lừa quân đội thập tự chinh rời khỏi vị trí kiên cố và nguồn nước của họ ở vùng ngày nay là sa mạc của Israel bằng cách tấn công một pháo đài gần Tiberias. Sau một hội đồng chiến tranh ngắn ngủi, quân thập tự chinh quyết định hành quân vào đội quân của Saladin trong một lĩnh vực mở. Sau khi băng qua một sa mạc, tôi đã đề cập đến việc họ rời bỏ nguồn nước của mình để đi bộ 9 dặm trong bộ giáp đầy đủ. Họ quá khát, đường dây của họ bị đứt khi các hiệp sĩ đi tìm những con suối gần đó. Đó là nơi Saladin tàn sát chúng. Ông bắt đầu chiến dịch tái chiếm Jerusalem vào ngày hôm sau, mà ông đã thực hiện 3 tháng sau đó. Có thể cho rằng chiến thắng vĩ đại nhất của thập tự chinh là tại Ascalon, sau khi Jerusalem thất thủ năm 1099. Thập tự chinh bất ngờ bắt được quân Hồi giáo, nhưng vẫn bị quân Ai Cập thực sự sẵn sàng chiến đấu bao vây. May mắn thay, quân thập tự chinh có kỵ binh nặng, còn người Hồi giáo thì không. Nhưng do cãi lộn vụn vặt, họ không bao giờ bắt được Ascalon. 2. Họ đã sát hại rất nhiều người Do Thái. Theo tiêu chuẩn của thế kỷ 20, việc sát hại 6 triệu người Do Thái khiến bạn trở thành con quái vật vĩ đại nhất trong lịch sử, và đúng như vậy. Cho đến ngày nay, không ai có thể nghiêm túc đặt tên cho đứa con của mình là Adolf mà không để nó bị những cái nhìn nghiêng cả đời. Nhưng trở lại thời điểm chuyển giao của thiên niên kỷ, dường như không ai quan tâm đến điều đó. Mặc dù các gia đình Do Thái đều tài trợ và cung cấp cho quân thập tự chinh, họ vẫn bị đánh thuế quá cao và bị hàng nghìn người tàn sát. Trong cuộc thập tự chinh lần thứ nhất, Chúa được cho là đã gửi cho các hiệp sĩ Đức một con ngỗng bị mê hoặc để đi theo. Con ngỗng đó có một chương trình làm việc hoàn toàn khác. Nó dẫn họ đến một khu phố của người Do Thái, nơi các hiệp sĩ ngay lập tức tàn sát. Đã có những cuộc tàn sát chống người Do Thái tại các thành phố như Ulm, Mai, Metz, Prag, Ratisbon và những thành phố khác. Bạn bối rối về việc tại sao đây vẫn là các thành phố châu Âu. Tôi cũng thế, quân thập tự chinh thậm chí còn chưa rời châu Âu trước khi quyết định giết người Do Thái. Thập tự chinh đã xóa sổ khoảng 1/3 dân số Do Thái của châu Âu. 3. Họ cũng đã giết rất nhiều Cơ Đốc nhân. Thập tự chinh đầu tiên cũng giết chết những người theo đạo Thiên Chúa ở Byzantium, Zara, Belgrade và Nice. Hơn thế nữa,
họ thực sự đã có một cuộc thập tự chinh chống lại một giáo phái ăn chay theo chủ nghĩa hòa bình của những người theo đạo Thiên Chúa ở Pháp, được gọi là Cơ Tha. Cuộc thập tự chinh chống lại Cơ Tha đã dẫn đến một cuộc diệt chủng. Niềm vui không dừng lại ở đó. Trong cuộc thập tự chinh lần thứ tư, quân thập tự chinh đã đi nhờ đến Palestine trên các con tàu của Venice, nhưng cuối cùng lại không thể trả Venice cho cuộc vượt biên. Thay vì trả tiền cho họ, người Venice sử dụng quân đội thập tự chinh để cướp phá Zadar, một thành phố ở Croatia hiện đại. Họ cướp phá thành phố và dân số theo đạo Thiên Chúa của nó chạy về vùng nông thôn. Sau đó, họ thực sự đã phá vỡ ghế quyền lực của những người Cơ Đốc giáo chính thống trong đế chế Byzantine. Điều này đưa tôi đến 4. Cơ Đốc giáo mất rất nhiều quyền lực vì quân thập tự chinh. Khi cuộc thập tự chinh thứ tư cướp phá Constantinople, thủ đô của đế chế Byzantine Cơ Đốc giáo phương Đông, đế chế này không bao giờ hồi phục. Đến năm 1453, quân đội Hồi giáo Ottoman đã tấn công các bức tường và cổng của thành phố. Quân thập tự chinh lật đổ hoàng đế Byzantine Alexius III, và khi anh trai của ông cố gắng phục tùng giáo hoàng, ông đã bị giết trong một cuộc đảo chính. Nó khiến quân thập tự chinh tuyên chiến và cướp phá thành phố trong lễ phục sinh, sát hại rất nhiều cư dân Cơ Đốc giáo và phá hủy phần lớn thành phố huyền thoại. Đó có thể là kế hoạch của người lãnh đạo mù quáng 95 tuổi của Venice suốt thời gian qua. Khi người Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman Hồi giáo chiếm Constantinople, đế chế Cơ Đốc giáo cuối cùng ở Trung Đông đã biến mất. Làm tốt lắm, Crusader. Các đội quân Hồi giáo đề nghị trao lại quyền kiểm soát Jerusalem cho quân thập tự chinh trong cuộc thập tự chinh thứ 5 để đổi lấy thành phố Damietta ở Ai Cập. Nhưng quân thập tự chinh từ chối, nên quân Hồi giáo đã chiếm cả hai thành phố. 5. Họ đã mất rất nhiều di vật quan trọng. Truyền thuyết kể rằng khi Fatimid Caliph muốn phá hủy nhà thờ mộ thánh của Jerusalem, địa điểm được cho là nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh và phục sinh, các tín đồ Cơ Đốc giáo đã giấu thập giá thật giữ thi thể của ngài. Những người lính thập tự chinh, những thiên tài của họ, đã mang nó vào trận chiến. Và tất nhiên, đã mất nó vào tay Saladin trong trận Hattin. Trên hết, người châu Âu, nói chung, chỉ bị ám ảnh bởi các thánh tích trong thời đại. Vì vậy, những thứ như hài cốt được chôn cất của các vị thánh công giáo và các vật phẩm liên quan đến các vị thánh đó đã bị đánh cắp hàng loạt, nhiều người không bao giờ được nhìn thấy nữa. 6. Rất nhiều người trong số họ đã bỏ cuộc. Khi Frederick Barbarossa chết sau khi thả ngựa xuống một con sông chết tiệt trước khi anh ta có thể đến được cuộc thập tự chinh thứ 3, nhiều hiệp sĩ của anh ta đã tự sát vì tin rằng Chúa đã bỏ rơi họ. Những người khác quay lại và đi về nhà. Đó thậm chí không phải là kết thúc của nó. Khi Mehmet II chinh phục Constantinople, giáo hoàng Pius II đã cố gắng mua chuộc ông ta thay vì chiến đấu với ông ta, để đổi lấy việc Mehmet chuyển sang Cơ Đốc giáo. Giáo hoàng đề nghị bổ nhiệm bạn làm hoàng đế của người Hy Lạp và phương Đông. Tất cả các Cơ Đốc nhân sẽ tôn vinh bạn và khiến bạn trở thành trọng tài trong các cuộc cãi vã của họ. Nhiều người sẽ tự nguyện phục tùng bạn, xuất hiện trước ghế phán xét của bạn và trả thuế cho bạn. Nó sẽ được trao cho bạn để dập tắt bạo Chúa, hỗ trợ người tốt và chống lại kẻ ác, và nhà thờ La Mã sẽ không chống lại bạn. 7. Họ không giỏi như vậy. Đội thập tự chinh đầu tiên được dẫn đầu bởi hai tu sĩ, Peter the Hermit, bằng chứng về khả năng lãnh đạo là một bức thư do Chúa viết và do chính Chúa Giê-xu chuyển đến, và một anh chàng tên là Walter the Penilis. Tất nhiên, điều đầu tiên họ lãnh đạo quân đội của Đấng Christ chống lại là người Do Thái, và họ thực sự giỏi trong việc đó. Nhưng đây không phải là những hiệp sĩ và bộ binh hạng nặng mà chúng ta đã biết. Đây là những người được truyền cảm hứng bởi ý tưởng vượt lên trên cây thánh giá, hầu hết là những người nông dân thất học nhập ngũ. Khi họ đến Trung Đông, Peter đã bỏ rơi họ và gián điệp Thổ Nhĩ Kỳ đã dụ họ ra khỏi trại của họ vào một thung lũng nơi người Thổ Nhĩ Kỳ vừa tàn sát họ. 8.
quân thập tự trinh đã ăn thịt trẻ sơ sinh theo đúng nghĩa đen, không chỉ kém về chiến lược Crusader giống như hầu hết các đội quân thời đó, thành thật mà nói còn tệ cả về hậu cần. Bạn biết đấy, việc chuẩn bị đồ cho cuộc chiến, những thứ như thực phẩm, một đội hiệp sĩ Pháp cướp bóc, hãm hiếp, giết hại và tra tấn người dân trên khắp vùng đất Byzantine, một đế chế thiên chúa giáo kiên định. Ở vùng nông thôn gần Nicaea, họ cũng quay sang ăn thịt nông dân, được cho là nướng trẻ sơ sinh trên gai. Khi các hiệp sĩ Đức phát hiện ra, họ bắt đầu làm điều tương tự. Nhưng họ cũng làm điều tương tự với người Hồi giáo. Sau khi chiếm được Mara vào năm 1098, họ phát hiện ra thành phố mà họ vừa vây hãm trong vài tuần không có thức ăn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!